và những đối tượng nào sẽ hợp với cái dòng quay V72 này. Bởi vì cái đặc điểm của nó là cái size nhỏ, cho nên là những bạn nào mà mới đi tập muốn dùng thử quay á thì các bạn có thể dùng cái dòng này, tại vì nó nhỏ thì sẽ tiết kiệm được rất là nhiều tiền. Lỡ như các bạn không có hợp á thì các bạn sẽ không phải bỏ đi quá là nhiều, và cũng có nhiều mùi vị để cho các bạn lựa chọn. Xin chào mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của Gia Supplement, và mình là Linh. Và ngày hôm nay mình lại review cho các bạn một dòng quay đã có mặt trên thị trường rất là lâu năm rồi, có thể nói là một dòng quay gắn liền với tuổi thơ của nhiều người. Khoảng mình nhớ nha, là khoảng 8 năm về trước, khi mà mình bắt đầu tìm hiểu về quay á, thì mình nhớ là lúc đó chỉ có hai cái dòng quay mà phổ biến nhất là quay Gold và VB2. Thì quay Gold thì như mọi người đã biết là quay blend giữa concentrate và isolate, tức là không hoàn toàn là quay tinh khiết. Thì lúc đó VB2 lại là quay có bản thành phần 100% là quay isolate, tức là tinh khiết hoàn toàn. Thì lúc đó mình ấn tượng là cái hãng AST này là một hãng đi đầu tiên phong trong cái công nghệ mà làm quay isolate. Và các bạn biết là sau nhiều năm, trải qua nhiều năm gọi là trên thị trường á, những dòng quay họ tới Việt Nam họ thay đổi bao bì, rồi thay đổi thành phần, bảy thành phần, tạo ra nhiều mùi vị mới lạ hơn. Thì cái hãng AST này gần như là không có thay đổi gì hết, chỉ có thay đổi bao bì thôi, không làm những size lớn hơn, không làm ra những mùi vị mới, chỉ giữ những cái mùi vị truyền thống. Nhưng mà khách hàng họ vẫn tin tưởng và lựa chọn hãng AST, cái dòng quay VB2 này. Và ngày hôm nay mình sẽ cùng nói về dòng quay này, thì cho các bạn biết thêm về VB2 ha. Hôm nay mình sẽ review cho các bạn 4 mùi hiện đang bán tại Gió Supplement. Đó là mùi choco, mùi vani, mùi cookie cream và mùi dâu. À, mình có 4 mùi. Trước tiên thì mình sẽ nói về hai mùi cơ bản, đó là mùi choco và mùi vani. Choco thì mình thấy cái vị này nó cũng khá dễ uống, nó ngọt, nói chung là nó sẽ hơi ngọt hơn một xíu. Thì những người thích vị nhạt như mình thì không gọi là thích cái vị này lắm, nhưng mình vẫn cảm thấy là nó rất là dễ uống. Nếu mà bạn mới dùng quay á, bạn cứ thử cái dòng này trước để có thể đánh giá được tổng quan cái mùi vị của hãng làm như thế nào. Tiếp theo là một mùi mùi vani, cũng là một mùi cơ bản và dễ uống. Mùi này thì giống như là bạn uống sữa mà nó béo hơn một chút. Mình recommend những bạn nào mà thường mà sáng mà pha quay với lại sinh tố và trứng gà á, thì các bạn hãy dùng cái dòng vani. Tại vì các bạn xay hoặc là xay trái cây á, mà dùng mùi choco nó sẽ bị chọi mùi rất là khó chịu, thì hãy dùng mùi vani, nó sẽ dễ hòa quyện vào uống hơn. Và sau một thời gian dài có mặt trên thị trường với chỉ có hai mùi cơ bản thôi, thì cuối cùng hãng cũng đã chịu làm thêm hai mùi nữa, đó là mùi dâu và mùi cookie. Về mùi dâu á, thì mình cá nhân mình nghĩ là những cái mùi mà trái cây thì lúc nào nó cũng dễ uống, và thật sự khi mình uống mùi này mình cảm thấy đúng là dễ uống thật, nó không có bị quá ngán quá béo, mà vị này uống thì nói chung là ngon hơn vị choco vani một chút xíu. Các bạn có thể thử sau khi đã dùng qua hai mùi cơ bản. Và cuối cùng là mùi cookie. Cookie cream thì nó giống như là Oreo đá xay vậy á. Thì có thể là một số người ta nghe người ta cảm thấy ngán á, người ta không có thích. Nhưng mà mùi này uống thì nó thật sự rất ngon. Nếu mà các bạn uống với nước lạnh á thì cảm giác uống giống như là uống Oreo đá xay thật luôn á. Nó không có ngán một chút nào, rất là thơm ngon, vị cũng ngọt vừa phải và béo nhẹ. Thì sau một buổi tập mệt mỏi mà các bạn dùng cái mùi vị quay như vậy thì có phải là rất là boost lại tinh thần hơn, đúng không? Thì đó. Và bây giờ mình sẽ giới thiệu cho các bạn cái bảng thành phần của VB2 này. Thì trong một serving của VB2 sẽ có 23g protein là protein isolate hoàn toàn. Thứ hai là có BCA để hỗ trợ cung cấp các amino acid cho cơ thể. Và cuối cùng là hãng có ghi ở đây là không có đường nha. Nên là các bạn yên tâm là không quá ngọt đâu, tại vì rất là ít đường. Và những đối tượng nào sẽ hợp với cái dòng quay VB2 này. Bởi vì cái đặc điểm của nó là cái size nhỏ, cho nên là những bạn nào mà mới đi tập muốn dùng thử quay á, thì các bạn có thể dùng cái dòng này, tại vì nó nhỏ thì sẽ tiết kiệm được rất là nhiều tiền. Lỡ như các bạn không có hợp á, thì các bạn sẽ không phải bỏ đi quá là nhiều, và cũng có nhiều mùi vị để cho các bạn lựa chọn.
Thứ hai là những bạn mà có lượng mỡ cơ thể khá cao á, thì các bạn hãy ưu tiên dùng những dòng mà isolate, tại vì nó ít tạp chất và đặc biệt là nó cũng không nhiều quá nhiều calo, thì các bạn hãy ưu tiên dùng những dòng isolate để hỗ trợ cho cái quá trình tăng cơ giảm mỡ của mình được tốt hơn. Và video review về VB2 của Your Supplement tới đây là hết rồi. Cảm ơn mọi người đã bấm xem video. Hãy nhớ bấm like video và bấm đăng ký kênh nha. Tại vì tụi mình sẽ quay trở lại với những video về tập luyện, dinh dưỡng và supplement bổ ích dành cho các bạn. Tạm biệt.